trình tham gia hội diễn văn nghệ của phòng kỹ thuật truyền hình và phát sóng. Kính thưa quý vị, sông Phú Trái 4.000 năm dựng dựng, lưng đeo vươn tay mềm mại vũng hoa, trong và thực sáng hai bờ suy tưởng, sống hương ngang mà ấm nhân ái trang hoàng. Biết bao tự hào cuộc vượt về thông dòng lịch sử 4.000 năm của dân tộc, bừng sáng trước tâm hồn của chúng ta 4.000 năm của cha ông, với những chiến công hiển hách, với trời nghiệp tâm tình, với tình yêu thương của những con người quen từ đầu dòng nhà trò, tiếp thu trở về ánh sáng của truyền thống, quyết chiến quyết thắng của dân tộc, viết tiếp bản hùng ca trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn bước lên sân khấu thưởng thức bài hát Đất nước bên bờ sóng, sáng tác của nhạc sĩ Thái Văn Hóa do Tốc Ca biểu diễn. Oh,
Thank you.
trải trong nắng gió mưa, qua thác gành đàn lửa, cả nước mắt, mồ hôi và máu đào đã đổ. Cho quê hương hôm nay viết tiếp bản hùng ca trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kết thúc chương trình là bài hát Khúc hát yêu thương, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Trung do toàn đội biểu diễn.